Và thêm một bản tin xã hội đến từ Hoa Kỳ, thưa quý vị, một phụ nữ có thai 7 tháng mà bụng vẫn phẳng. Cô có tên là Rihanna Stephens, một học sinh 18 tuổi, cư dân tiểu bang South Carolina, gần đây chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng về việc là hiện nay cô đang mang thai 7 tháng. Tuy nhiên là vì bụng của cô vẫn phẳng lì cho nên khi mà đi ra đường thì những người biết chuyện thường họ hay đặt câu hỏi, họ nghi ngờ là liệu cô ta có thật sự là mang thai hay là liệu đứa bé trong bụng cô có khỏe mạnh hay là cô có đang tiêu thụ đủ những cái chất dinh dưỡng để mà cho đứa bé có thể có đủ chất để mà có thể ra đời một cách khỏe mạnh hay không. Thì cô khó chịu về những cái câu hỏi này lắm, cho nên rốt cuộc thì cô nói cô muốn chia sẻ câu chuyện này và những cái hình ảnh về cái bụng có thai 7 tháng mà vẫn phẳng lì của mình để cho những cái bà mẹ mang thai khác biết là họ vẫn có thể có được một cái thân hình như người mẫu mặc dù mang thai. Thì cô cũng chia sẻ và cho biết là cô giữ được cái bụng thon thả là nhờ ăn chay, một cái chế độ ăn uống rất là lành mạnh, cũng như là tập yoga thường xuyên. Thì thưa quý vị cũng như là thưa anh Cát Hành, nhìn hình ảnh thì cũng thấy Trâm cũng thấy ngạc nhiên lắm, là vì quả là cô này phải nói là eo ót rất rất là thon thả, bụng thì phẳng lì, vẫn là dáng dấp của một thiếu nữ chứ không phải là một người đàn bà đang mang thai, mà nhất là mang thai 7 tháng nữa. Thì anh Cát Hành nghĩ sao về câu chuyện này cho anh? Vâng, đây là một cái tâm lý mà đa số người ta không có chấp nhận được những cái trường hợp nó bất thường, nó không có theo một cái quy luật tự nhiên. Thường thường mình phải thấy là một khi một bà mẹ mang bầu đó thì chính cái bà mẹ đó phải là người lo lắng cho mình, cho qua cái bào thai của mình. Nhưng mà ngược lại thì ở đây đó thì mình thấy trường hợp là bà mẹ thì tỉnh bơ, vui tươi hớn hở, trong khi người ngoài lại cứ thấp thỏm lo âu giùm cô. À, bởi vì rõ ràng đây là một cái chuyện mà nó không giống bình thường, bởi vì cứ theo cái quy luật bình thường thì cứ hễ mang bầu là phải bụng nó to đã, mà hóa ra cái cô này bụng thì nhỏ còn như tiêu chuẩn của người mẫu, mà tại sao mà nói là 6 7 tháng, nhưng mà thực sự ra đây là cái trường hợp có thật, bởi vì cô đã đi theo dõi cái bác sĩ thường xuyên, và cô cũng thú nhận rằng nhiều khi cái lời ong tiếng ve bên ngoài đã ảnh hưởng tới cô. Nhưng mà cô đi bác sĩ thì cô đã gần như đã tin tưởng vào mình nhiều lắm rồi. Cái thai nó tiến trình rất là tự nhiên. Và cái điều này khoa học hiện nay người ta cũng đã chứng minh rồi. Có rất là nhiều cái lý do để mà tin rằng là không phải là cứ mang bầu là bụng phải to. À, như chúng mình biết đó, mình là bố là mẹ biết rồi, thì có nhiều cái vấn đề mà làm cho bụng nhỏ, chẳng hạn như mình hay nói là tạng người, ở Việt Nam mình hay nói tạng người, bên hình như Hoa Kỳ nó gọi là gene, là truyền. Có nhiều gia đình mà người ta mang bầu rất là thon gọn. Rồi cái thứ hai, người Việt Nam tin là cứ hễ là mang bầu con trai thì nó bụng nhỏ lắm, còn mang bầu con gái thì lại to lắm. Mà rồi thì cũng có là cái người tin rằng là nếu mà cái mang cái bầu mà nó có nhiều nước thì nó dĩ nhiên nó phải to hơn, là ít nước thì nó nhỏ hơn. Tuy nhiên hiện nay thì khoa học đều phải công nhận rằng là cái sự mà tập thể thao thể dục nó ảnh hưởng tới cái chuyện mà bụng lớn bụng nhỏ rất là một cách rất là rõ rệt. Những cái người trẻ hiện nay người ta rất là chăm lo cho cái thân thể đó, người ta tập tành nhiều lắm, thành ra cơ thể thì săn chắc, mà ngay cả những cái cơ bụng nó cũng săn chắc, thành ra họ có thai nhưng mà không có ảnh hưởng nhiều tới cái chuyện mà độ to độ nhỏ, đó là một cái chuyện mà nó hoàn toàn nó có thật, chứ không phải là chỉ có điều là chúng ta khi mà chúng ta thấy cứ hễ người nói là có bầu mà bụng không to thì chúng ta thắc mắc và chúng ta ngạc nhiên lắm, là bởi vì chúng ta không thấy là nó ngoại lệ. À, nhưng mà có điều thì cái điều là chính chúng ta mới là cái người mà cần phải xem xét lại, bởi vì nên chấp nhận những cái mới lạ. Thành ra từ đó mới tôi nhớ cái câu chuyện là có một ông cụ 90 tuổi vào khoe với bác sĩ gia đình là: bác sĩ ơi, cô vợ trẻ của tôi có tin vui rồi, có bầu rồi. Thì ông bác sĩ ông ngắm nghía ông cụ 90, bắt đầu ông mới chậm rãi ông kể cho ông cụ nghe câu chuyện là có một cái giáo sư khoa học, ông bị bệnh đãng trí. Có một hôm ông muốn đi vào rừng ông săn, mà ông lại vớ ngay cây dù che mưa ông đi vào rừng. Thành ra khi một con hổ nhảy ra một cái, ông giơ cái dù ra ông bắn, bỗng nghe một cái đoàn cái con hổ nó lăn là chết. Thì ông cụ ném la lên, nói làm gì có chuyện đó, vậy là phải có người bắn hộ rồi. Thì ông bác sĩ nói: thế có ai bắn hộ cụ không? Thì ông cụ này ông hiểu ra câu chuyện, ông đỏ mặt nói:
nhưng mà tôi bắn súng rõ ràng, súng thật của tôi. Thành ra cái chuyện đây chúng ta thấy ông bác sĩ là ông vô duyên. Chứ ông này có những cái trường hợp mà nó không giống ai. Đâu phải là ai giống ai đâu. Chúng ta phải nhớ rằng là cái súng hỏa mai của thế kỷ thứ 19 đó, bắn vẫn chết người như thường. Chứ phải là già là không bắn được. Không, già vẫn bắn khỏe. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin trong tuần. Các hành và Bích Trâm kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày bình an, hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.